là của hãng 2P và dòng này mình thấy cái nét nét bút rất là viết rất là đậm và sắc nét. Bút này sẽ có cho chúng ta trong một hộp này sẽ có 10 cây bút. Và bút này khi các bạn sử dụng á, nó sẽ không dễ bị gãy ngòi. Nét mực thì là rất là đậm. Và khi các con mà lên lớp 1 thì chúng ta cần rất nhiều bút để cho các con tập viết, tập tô. Và với cái thân bút nó sẽ có hơi nó sẽ có kiểu hình lục lục giác ấy, nên khi các con cầm nắm rất là dễ dàng khi cầm nắm. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Xuyên Táo được nằm trong cuốn sách Ô Long. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện 12 trúng 1 được nằm trong cuốn sách Ô Long. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review hộp trà Cozy. Hộp trà Cozy này là một cái hộp trà để làm một loại thức uống giải khát chúng ta. Và trên cái hộp này của mình đang có cái vị, đó là vị trà vải. Khối lượng của cái sản phẩm này là 240 g một hộp này. Trong này sẽ có 16 gói cho các bạn, tức là mình có thể là pha được 16 cốc. Và nó sẽ có một cái vị vải rất là thơm và ngọt. Khi chúng ta dùng, chúng ta có thể là hòa trực tiếp với nước lạnh khi hoặc là nước nóng. Các bạn nào muốn uống lạnh á, giải khát mùa hè thì chúng ta hòa ngay với nước lạnh và chúng ta cho thêm đá vào, khoáng vèo lên và chúng ta thưởng thức rất là dễ dàng và tiện lợi. Một cái hộp này chỉ có giá là 35.000 và chúng ta được 16 gói trong này, 16 cốc. Sư huynh đệ bắn đây, mau trúng rồi, thu ra mừng cho đệ tài nghệ tiến bộ gớm, bắn 12 phát mới trúng một phát. Cậu bé Ion không hiểu cụ muốn lấy nửa làm gì, nhưng vì thói quen vâng lời, cậu vẫn chạy đi lấy một mồi lửa. Cụ già cũng lấy được một mồi lửa khác. Và chạy đến thửa ruộng gần nhất, Yvonne ngạc nhiên chạy theo và kinh ngạc làm sao khi thấy cụ ông mình. Ôi, ông ơi, ông làm gì vậy?
mau lên, vứt mồi lửa của chó ra đi, nổi lửa lên. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Ai giỏi nhất được nằm trong cuốn sách Ô Long. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Bắn cung được nằm trong cuốn sách Ô Long. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review cốc bút. Cốc bút này là một loại cốc gấp gọn, khi chúng ta không sử dụng đến chúng ta có thể bỏ ra như thế này, chúng ta cất đi rất là dễ dàng, và khi chúng ta muốn sử dụng đến thì chúng ta chỉ cần gập cái thân bút này vào. Trong này nó sẽ có thân bút, và cái phần dài dài này là thân bút, đây là phần đáy đáy bút, và đây là phần miệng bút, miệng nắp bút á, miệng cái hộp bút này sẽ có thân, đáy và miệng. Cách sử dụng thì khá là đơn giản, chúng ta chỉ cần gập cái thân bút này vào. Trên này nó sẽ có những cái lỗ mọng như thế này, và đây là những cái khớp nối, chúng ta chỉ cần cho vào lỗ và chúng ta đặt lên cái đáy bút và miệng bút là có thể thành một cái ghi hộp bút rất là đẹp. Ai bắn trúng được 100 đồng dùng mình đưa 200 đây. Phật. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Bản chất khó sửa được nằm trong cuốn sách Ô Long. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Vua Há Cảo được nằm trong cuốn sách Ô Long. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện.